bà với chị tôi đó, bà tao đó, là hai bà cứ thề sau nữa này không ra được. Ta lợi ta cắt nhà, cái nhà mà dột đó là bà lấy dao bà dột ta đó. Chú có quẹt, chú hút đi chú. Trời ơi trời. Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến gặp cái hiện tượng lạ. Cái người chú này, ổng hay ngồi phơi nắng ở ngoài đường lắm. Để mình cho tất cả mọi người xem là chú bị cái bệnh gì ha mọi người. Dạ bây giờ mình sẽ lại gần chú ha. Chú ơi, ông bị gì mà ông ngồi ngoài nắng hoài vậy chú? Dạ ông bị bệnh... sốt ha chú, nóng lạnh ha, nóng lạnh ha. Rồi hiện tại thì chú ông ngồi nắng giờ này 12 giờ trưa mọi người, quá nắng rồi, 11 giờ mấy rồi. Đưa cho chú hút đi, chú hút đi, chú hút đi, mới thuốc mới nè, chú hút đi, lấy đi chú lấy cái mới mua nè, chú lấy đi chú, không hút nè. Đâu lấy để đi học cho con. Để đây ha. Vậy coi, dạ để đó ha. Để đây ha. Dạ. Cái này mình phơi nắng mình trị bệnh đó gì anh? Sao này? Này mình phơi mình trị bệnh đúng không ạ? Giờ này là 12 giờ. 12 giờ trưa. Ngày nào cũng vậy các bạn. Giờ này là rất là nắng nha mọi người, từ 12 giờ. Hỏi chú chút xíu. Có quẹt không? Có quẹt ta. Chú có quẹt, chú hút đi chú. Trời ơi trời. Trời ơi, ông dữ quá mọi người ơi. Ờ, ông làm thấy ghê quá à. Cô ông bị gì vậy? Ông bị gì mà ông phơi nắng vậy cô? Nói nó bệnh gì đó không biết, mà lên phơi thì nó khỏe. Dạ. Còn mà không phơi thì cái nó lạnh, nó mệt. Dạ. Mà đem phơi gì hoài á thì nó không có nắng phơi gì đó. Dạ. Phơi từ sáng tới 1 giờ vô ăn cơm cái phơi giấc này, cái tới 3 giờ chiều cái vô một lần. Dạ. Nữa. Cái 3 giờ chiều ra phơi nữa. Thì nhà nó có con ở trong nhà tối ngày không có mần cái gì được hết trơn á. Chú Sang mới rượt mình nha mọi người, mình cũng hơi sợ. Bây giờ ổng ngồi ở bên vách đường á, bên cái chạy cây mấy cái cây nè. Giờ mình là coi như là không dám lại luôn á. Hiện tại chú Sang ổng đang ngồi ổng phơi, ổng đưa cái lưng của ổng ra, mọi người thấy không, rất là xót mà không biết cái bị cái bệnh gì. Mà nghe mọi người kể là chú Sang ra ngoài nắng chắc chưa gì nè, là cái ánh nắng nó tốt cho cái phổi của chú. Chú thấy cơ thể rất là lạnh, bởi hành ra chú phải đi ra ngoài phơi nắng vậy đó. Mọi người thấy lạ không mọi người? Bây giờ là hồi nãy là mình có mua thuốc, mua đồ lại cho chú, nhưng mà chú làm ghê quá mình không hả? Bây giờ là coi như là mình không dám lại nữa. Nó bệnh phổi là mấy năm nay rồi, phổi bệnh phổi hả? Bệnh phổi nó vậy đó, nó phơi nắng hoài. Dạ. Yeah. Kêu vô mát này nó không vô. Hồi nãy anh cũng dữ quá. Đưa. Ông kêu phơi nắng thì ông kêu đổ cũng được. Bệnh nó lấy gì bệnh?
em nghe nói là chị bà chị Kiểu á là hình như là mấy mươi năm là không có ra khỏi nhà luôn hả vợ anh? Không, mấy chục năm. Mấy chục năm luôn hả, là ở trong nhà không hả? Là rồi thí dụ như đi ra ngoài trước nhà có ra không hay là không ra luôn, ngồi ở trong nhà không luôn hả? Ngồi trước ăn cơm cái bà, cái hàng ba trước đó, chỗ hàng ba đó, chỉ có hàng ba thôi chứ không có bước xuống cái cầu thang luôn hả? Ở trước hàng ba vậy đi vô đi ra mấy chục năm nay rồi mà đâu bị hồi đó là bà với chị tôi đó, bà tao đó là hai bà chữ thề sau đến đây không ra được, là hai chị em ruột rồi chữ thề rồi gây lộn với nhau rồi là thề là không ra đường. Là tới giờ là không ra luôn hả? Mấy chục năm chị đó hả? Mấy chục năm mà đâu có nè. Bà nói với chị tôi là hai anh em á, là hai đứa người thề qua thề lợi rồi là từ giờ là không ra đường. Tới giờ luôn là không, mấy chục năm nay, bốn năm chục năm, sáu chục năm nay họ cấp mà ông tiếu tôi là ông chết hang, là cái đó là bị bệnh tới hoài luôn, mấy chục năm luôn. Từ lúc ông bác mắc là bị bệnh tới luôn ha, bị là tới hoài nó bị luôn, là mấy chục năm nay rồi tôi đâu có biết được đâu, là giờ tôi đâu nghe nói hồi đó sau khi ổng mắc đó rồi có chỉ có chung ngủ nằm với khách hàng luôn hả? Không có như lúc mà để trên nhà nằm với ngủ nhà nó không dám ra nữa, không dám ra ngoài cái mã cái hòm nữa, cái hòm mà không dám kế hòm nữa là lấy gì mà ra, nó không ra nữa, bả không ra lấy gì mà không đụng cái hòm nữa lấy gì, cái người chết mà không dám là gần, có nghĩa là gì nè, có nghĩa là cái người chết tôi nói với anh là không dám gần, không dám gần luôn gì đó hả? Mà đi chôn rồi cũng không đi theo nữa. Mà 12 giờ trưa mà giờ đứng bóng giờ ngay cái giờ linh luôn mà chú ngồi ở ngoài đó. Cái này mình thấy chú theo kiểu mà chú bị hình sát đó mọi người. Mỗi lần ổng uống một ly cà phê vô thì nó lạnh là ổng đi phơ. Ở trong điện thoại tôi nè, ta nói là sao lý do sao mà chú phơi nắng hoài mà chú không chịu nghỉ. Ổng nói phơi nắng ngủ mới được, còn không phơi nắng là ngủ không giờ được. Hai đó là tôi 56 tuổi rồi mà tôi chưa có biết là hàng cái người đó ra đường luôn. Nghe anh Toàn nói là cái chị đó là hình như là 40 năm không ra đường luôn phải không chị? Không có ra đường. Rồi bây giờ mình sẽ tới nhà cô Kiểu luôn nha tất cả mọi người. Mới bị chú Sang không gượt rồi bây giờ là chơi liều luôn xuống nhà cô Kiểu luôn. Thì bây giờ chú Sang không vô nhà rồi. Mình lên cầu thang luôn. Chơi luôn. Quay cho mọi người xem là mà mấy người ở đây ở chòm xóm đây là người ta nói là cô Kiểu là mấy chục năm không ra khỏi nhà mà chưa có ai biết mặt cô Kiểu như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ lên quay cho tất cả mọi người xem ha. Cô hồi nãy cô nói cái cô này tên gì? Cô tên Kiểu. Cô tên Kiểu là cô là 40 năm mấy mươi năm là không ra ngoài nhà. Bữa nay không lên đường phơi, tôi ngồi đây à. Đi sẵn đi đông đông ngoài phơi cũng gặp ngay luôn. Thôi dầu rồi đó xuống đó cho chiều. Hình như là sáng phơi hết chặt rồi, bà chị bà kế bên nó sáng phơi hết chặt rồi. Qua quay cái cận cảnh phơi nó sẽ tốt hơn. Thôi dầu rồi xuống đó cho chiều. Để cho mọi người đến giúp. Cho mọi người ta thấy người ta giúp nhiều. Chúc anh Sang đi lên phơi nắng đi cho người ta quay phim á, anh vợ cái áo lên cho người ta quay phim á. Thì ta lên tổng đài mới biết mới lên đây quay nữa. Ta gửi tiền, ta cho anh. Ở đây anh Sang. Ở đây là giọng không có giọng họ của mình lên tôi. Chứ nói là chú bắt giục á. Dạ. Đó, dù cô cứ nói. Dù ông nói là hồi đó nó đâu có phơi gì. Dù có hỏi sao mày lên đường mày phơi gì. Cái nó nói phơi cho cái phổi nó ấm là ngủ mà được. Phơi mày chết luôn hay mày gì. Mà thường thường mà chú Sang phơi là khoảng bao lâu á? Ừ, nó ấm cái phổi mà ấm đầu sẵn. Như cái thời gian của chú Sang phơi á, khoảng là bao lâu á con? Đổi 1 tiếng, 2 tiếng không? Nó trắng dữ lắm đó, mà phơi đang thui thui đó. Có khi qua phơi tối ngày luôn. Dù cái ông kia ông nói sao mà lúc đó mà không đi bệnh viện. Tôi nói tại cái cảnh nghèo gần chết không có tiền mà sao mà đi bệnh viện. Cũng khổ. Đi bệnh viện đó. Dù đi bệnh viện sao đi nào có tiền. Có tiền thì mua được con cá ăn. Không có tiền thì ra hè hái dao với hai dao luộc ăn. Nó giờ còn ở với chú vậy đó. Giờ còn học khổ. Một lúc cha mẹ chết rồi còn nhỏ xíu gì nè. Không có người ta nghèo khổ người ta bươn vào được.
còn nó không, cái này nó không có bư vào được cái gì chứ ai đâu mướn, đừng nó từng dùng từng tỉnh này mướn, nó không có bư vào gì. Nhưng mà ở đây thì ừ, chú Sang với mấy anh chị đồ hiền ở đây hiền, ừ, không có không nói gì ai chơi gì đó, dạ. Ai cũng nhà này nhà nước cắt cho đó hả, dạ. Chú Sang sáng giờ ăn gì chơi chú Sang? Đang hỏi thì nói đi. Sáng giờ ăn gì chơi chú Sang? Cơm như nước tương rồi. Ăn cơm như rồi hả? Ăn cơm như nước tương rồi. Cô Kiểu sáng giờ ăn gì chưa cô? Cô Kiểu thấy lạ không nói chuyện các bạn ơi. Lạ không có nói chuyện. Dạ. Hầu như là được biết là mấy chục năm rồi cũng không có bước ra khỏi nhà. Coi chiều người ta có lợi, người ta hỏi thăm anh đồ này kia, anh đừng có làm này làm kia, người ta cho tiền, người ta giúp tiền. Đó, nói với anh chị đó, ta cho tiền, anh cho anh thoát nghèo. Vừa kia đâu mà ký rồi? Không biết, tôi không có gặp. Tôi lên nhà nãy giờ tôi không có gặp. Chắc đi ra hè, không coi mấy buổi xã, không có gì rồi, biết đâu. Là anh Em hết, còn này bà chị. Là cô Kiểu là chị hai hả? Chị hai. Dạ. Bởi vì mấy đứa có tặng rồi không được con rồi nó không có biết nói chuyện mà nó không gì đâu, nắng thời đi vậy đó, ừ, nó tay chân còn như vậy vậy đó mà này chuyện nó không biết nói chuyện gì á, cho nên đi là một tháng giờ tôi nói bây giờ mà mấy chú bây giờ với anh hai một tháng bây giờ xà một vài trăm ngàn con không đủ nữa, lớn nào thuốc rồi lớn nào mua đồ ăn ăn vừa học hỏi ăn cơm cái này nó biết không phải người ta đâu mặt mạp ăn đầy đủ là mặt mạp gì khô quẹt có dao dù có đâu có người ta đâu, anh đi ra đồng anh hái rau vô anh luộc anh chấm với nước tương đó giờ gì đó sao nát hết trơn vậy đó, nhà cửa nát hết trơn. Ở đây thì nhà của chú Sang và nhà của chị của cô Kiểu, chị hai của chú Sang, người phơi nắng mấy tiếng đồng hồ nha mọi người. Thì cô Kiểu là nghe ở chòm xóm ở đây thì người ta nói là cô Kiểu là cũng mấy mươi năm mà không ra khỏi nhà. Chú không biết nó trời mưa nấu không được nấu gì. Thì ở đây thì lành lẽ lỡ mấy chục năm ở đây rồi. Ở đây con cũng thấy là cũng có thờ ông Đức Quỳnh giáo chủ nè con, cũng có thờ ông Đức Quỳnh giáo chủ, cũng còn để cái hình ông Đức Quỳnh giáo chủ. Vô nát chân trong bếp nát hết trơn, ở đây là được hứng mưa rồi cái trong bếp vô không được mưa giáo đúng không? Thì hoàn cảnh của chú Sang là rất là khó khăn nha mọi người. Để mình quay cái khung nhà của chú Sang cho tôi nói rồi. Tôi nói với mấy mà với anh hai hết trong nậu trong bức xã này nè, người ta khổ mà người ta còn bư vào được, còn cái nó khổ mà khổ chưa từng là có luôn. Cái ai bắt buộc mình vô có cái gì mình có gì người ta giúp đỡ cho mình, ai đâu mà lo lắng mà khiến mình khổ vậy. Giờ ba của anh chị này đau là tôi cũng đi bệnh viện cũng hết hai ba tuần mà qua cũng không nổi mất luôn. Có thể cô có thể hỏi về giùm cô Kiểu, cô Kiểu nói vài lời được. Chị, bà nói chuyện vài tiếng hả chị? Chị, bà nói không chị? Chị không nói đâu. Để quay cho chị thấy hình gì được rồi, chị không nói đâu. Cái này phải không? Nhà nước con biết không? Bà chú nhà nước con biết không? Ở đây nè. Ở đây nè, các bạn này nè. Đang cơm kìa, thấy chú thấy không cảnh khổ vậy. Thơm cũng vậy. Tối gì đâu ăn. Ăn cơm mà có ăn cơm mà ăn gì là chú thấy nó chạy nó tươi là nước mắm là chú biết rồi. Đó ăn hai giờ mình thì nó biết rồi. Đây nè mọi người ơi. Cảnh như vậy đó. Là cơm với nước tương chứ không có miếng gì luôn nha mọi người. Muối nè, cái muối nè. Cái nước nè. Ăn đó. Chứ không ăn nó làm gì ăn đâu anh sợ. Cơm gì đó. Thì cái nồi cơm này là ăn cơm với nước tương không có cái gì hết. Đây nè mọi người ơi, cái cô Kiểu này là được các cô, các chú ở đây nói là mấy mươi năm chiếu, tôi nói chiếu mà còn không có ngủ được, chiếu gần giờ bây giờ không có ngủ được. Nè, có mời người. Có người ta cho để có. Cho mọi người quay chiếu cho mọi người xem nè. Thì
cái mùng cái chiếu cũng không có được lành lặn nữa, quá tệ luôn. Ê gì bữa đó bà Sáu cho hay đây cái hoàn cảnh của cô chú Sang nè mọi người. Cái này là cái hoàn cảnh là từ đó giờ là mình chưa thấy mà khổ đến cái mức như thế này đâu mọi người. Nếu mà ai có xem cái clip này thì hãy chia sẻ cho tất cả cộng đồng mạng biết để mọi người đến giúp đỡ cho chú Sang cũng như cô Kiểu. Thì cha mẹ của chú Sang đều mất hết rồi, thì ba anh em thì sống, cái người kia thì cũng đi lang thang ngoài đường. Bây giờ ở trong nhà thì có hai chị em. À, cô Kiểu là chị thứ hai. Bà Kiểu nghe nói lợn ta cắt nhà, cái nhà mà dột đó là bà lấy dao bà dột ta đó, chạy đó ta nghỉ vô lợp tiếp luôn đó. Cái làm cái đợt cắt nhà là bắt bà lên nhốt hàng á, phá cửa lợn nhốt bà nó cắt nhà cửa rồi xong rồi mới đem lên. Nhưng mà cái vấn đề ở đây thì người ta không biết sao mà vấn đề ở đây, vấn đề mà nói gì, vấn đề theo tôi vấn đề tâm linh thì thấy nó cũng có nhiều cái ngộ. Tại vấn đề này theo khoa học thì người ta nói bằng hưởng hại đến tâm thần, kinh đó phải không? Nhưng mà theo tôi biết thì ở đây vấn đề mà ảnh hưởng gì vấn đề nó nhiều lắm. Nhưng mà họ vẫn còn biết chứ không phải là họ thần kinh họ mà không hoàn toàn biết gì hết. Mà vẫn còn biết á, giống như kiểu như hành xác vậy. Nhưng mà giống mình nói tâm linh giống như họ bị hành á. Hồi năm ngoái lúc mà còn bằng ruộng mà hạ đi bằng đêm khoảng 9 giờ mấy dân cái khu đó, tại vì khu đó hôm trước đó là nghe nói có người đó là cái khu dân chủ dạ, cái chỗ nhà ông ở gần bên là nó có một cái hầm lớn lắm mà hồi trước nghe nó có người chết trong đó mà mấy cổ nói thì chỗ nó cũng linh đính lắm. Gần chỗ nhà chú Sang hả? Rồi có khi ban đêm đi á, đêm đi có một lần mấy năm ngoái này, thời gian nó cũng không lâu không đâu. Như anh gặp á, thấy đi chứ thấy. Thường thường ví dụ mình đi mình thấy thì sẽ có thường thường theo học thôi mấy. Giả thiết là giống như có một cục lửa là do cái gì ở dưới đất á. Nhưng mà sau khi tôi đi ban đêm tôi thấy phải không? Nhưng mà tôi thấy từ xa khi mà tôi đi là gần đó. Là tự nhiên tôi đi còn cách khoảng theo lộ khoảng chừng 30 mét là tự nhiên nó cái hai ngọn lửa hai bên nó sáng chực lên là thì tôi thấy nó là lạ rồi tôi không dám phân tới nữa, thấy sợ thì nó sợ cái đầu tôi đi về lại tôi vô nhà luôn, tại vì tôi thì nghe cũng có bệnh hiếu kỳ, tôi thấy gì lạ tôi là coi thử cho biết. Thì qua lần đó thì không có đi ra hè ban đêm nữa. Mới đây hả? Năm rồi hả? Năm rồi. À, sao hè của nhà của anh Sang luôn. Sang luôn. Nhưng mà hè của hè luôn đó. Bà lợi nó nói đừng có lợi mà coi nó. Đợi coi nó thì nó vượt à. Mình muốn gặp bà lợi nói ừ là thằng nó là lợi kêu hằng đào mà chứ còn mà lợi nói ừ tôi lợi tôi coi Kiểu thử coi ra sao lợi vượt. Còn mà đem đồ lại nói vậy là chị Kiểu em ra em cho đồ cho gạo cho này cho kia bắt đầu chị ra. Rồi là xong đó ha. Để nói tiếng cảm ơn xong là không đi vô nhà nữa. Nó nói là quanh năm suốt tháng là ở trong nhà mà ở trên cái nhà ngoài sàn trước đó chứ không có bước xuống cầu thang luôn nữa. Không bước xuống cầu thang luôn. Không xuống ở trong bếp á, đi ra trước, mình đứng ở trước mình nói gì là chị Kiểu ra đây em cho đồ. Cái đầu đi ra nó hỏi ai kêu. Cái đầu đi ra cái đầu cho đồ. Nó cảm ơn cưng ở đầu đem bồ vô là rồi, nó quanh năm suốt tháng ở trong nhà không xuống. Không xuống đất.